Đồ này là bỏ bỏ lại thế vô nè. Làm đậu dành nữa nè. Đất cũng đất cái dở lên. Màu nước à, 2 tháng mấy đẹp ghê không?
tuyệt vời cô chú các chị em. Quá trời đẹp luôn. Để vài bữa nữa tụi em sẽ chài lên cân tiếp lại cô chú các chị em coi nó phát triển như thế nào. Vậy thôi, bữa nay em chỉ quay sơ sơ về dở gió là tôm với lại nước nâu thôi. Hôm nay hai anh em mình sẽ làm sơ sơ về cái clip thì tôm là để cô chú anh em mình là theo dõi và nước đó nè. Nước cực kỳ không? Đó, mà nước đẹp lắm luôn nhé chị. Mình mỗi mùa này mình cô chú anh em mình sẽ làm một cái môi trường nước nó tốt và mình về xe lớn là mình ăn khéo lại. Chứ là nay dịch bệnh rồi nè. Thời điểm này mà ruột gan mà nó tốt là rất là hiệu quả cô chú anh em. Rồi thôi hai anh em mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị em đã theo dõi hai anh em mình. Rồi, xin chào, hẹn 2-3 ngày nữa tụi em sẽ chào lên thân thử. Rồi thôi chào tạm biệt, bye.